Đồng hồ The Watch xin chào 500 anh em nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ The Watch của chúng tôi review giới thiệu với anh em 3 mẫu đồng hồ Ozen SK đang có mặt tại hệ thống đồng hồ The Watch của chúng tôi. Thì trước mắt anh chị em thì đây là một mẫu đồng hồ SK huyền thoại. Vâng, những bậc cha chú ai cũng đã từng biết đến đồng hồ SK, mũ cối và bật lửa Zippo rồi kính Rolex. Thì đây là một mẫu đồng hồ SK sản xuất năm 2019. Đấy, ra đời năm 2019. Thì mẫu đồng hồ SK này nó cũng khác hẳn với những cái mẫu đồng hồ SK phiên bản 2015 cũng như là những cái mẫu đồng hồ SK có từ những năm 70. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết xem từng sản phẩm một 500 anh em nhé. Vâng, đến với mẫu đồng hồ SK đầu tiên. Anh em, trước mặt anh em đây là một mẫu đồng hồ phiên bản là màu mặt vàng kim. Đấy. Thế thì mẫu đồng hồ SK 2019 này thì nó có đặc điểm là có hai đinh. Vâng, hai đinh. Đấy, hai đinh để chỉnh. Một đinh là để chỉnh cái viền benzen. Đây, một chỉnh viền benzen đây. Đó. Đó. Và một đinh để chỉnh giờ. Đó, chỉnh giờ và chỉnh lịch. Vâng, mẫu đồng hồ này trên mặt dial được thiết kế là phần hai bên cọc số 9 giờ và cọc số 3 giờ bằng được chuyển màu dần vào trong phía bên trong. Đó. Thế thì đấy là một cái phân biệt rất là đơn giản của mẫu đồng hồ SK 2019. Vâng, ngoài ra thì mẫu đồng hồ này cũng được thiết kế khác lạ hơn so với những mẫu đồng hồ phiên bản trước, là được thiết kế là 22 chân kính. Đấy, 22 chân kính chạy hoàn toàn bằng cơ. Đấy, mặt kính khoáng, dây vỏ đều bằng thép 316L. Đấy, đeo lên tay mẫu này thì cũng khỏi phải bàn luôn. Vâng, đây là một cái mẫu đồng hồ mà tôi nghĩ là để mà làm quà tặng cho các bậc cha chú thì tôi nghĩ là miễn bàn luôn, quá đẹp luôn ạ. Đây, anh em có thể xem chi tiết nhé. Đấy, mặt số được thiết kế là màu vàng kim, chuyển màu hai bên vào. Đó, dây bằng thép không một gì. Đây, anh em này. Đó. Tất cả 3 mẫu đồng hồ này của chúng tôi đều là hàng chính hãng, được phân phối bởi Tân Hải Minh, nhà phân phối độc quyền thương hiệu SK này tại Việt Nam. Thì mẫu đồng hồ này thì hiện tại đang có giá bán này là 6.8 triệu anh em nhé, 6.8 triệu. Trên thị trường đồng hồ SK rất nhiều mẫu đồng hồ SK giả. Vâng, chúng tôi đang có một cái video để review những cái mẫu, để phân tích cho anh em về cái mẫu đồng hồ SK giả như thế nào ở trên kênh YouTube của chúng tôi, thì anh em có thể tham khảo xem nhé. Đấy, hôm nay thì tôi chủ yếu là review về kiểu dáng mẫu mã cho anh em xem là chính. Vâng, đây còn phần khóa này, đây phần khóa gài này. Đấy, khóa gập 3. Đó, tem chống giả của Tân Hải Minh đây. Đây anh em này. Đó, Tân Hải Minh này. Đó. Phiên bản này thì do Việt Nam đặt anh em nhé. Phiên bản này là do Việt Nam đặt và số lượng hiện tại cũng còn rất hạn chế, không còn nhiều đâu. Còn rất hạn chế luôn. Lên tay thì khỏi phải bàn. Vâng, giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em có thể xem nhé. Đồng hồ mới đét mà vẫn còn nguyên siêu luôn. Đây anh em này. Đó, cực kỳ yêu luôn. Cổ tay khoảng tầm 17, 18, 19, 20 đeo rất là ok anh em nhé. Nếu mà những bạn, những anh em nào mà có cổ tay nhỏ dưới 17 thì không nên mua mẫu đồng hồ này. Đấy, đồng hồ này nếu yêu cầu là cũng phải cổ tay to một chút thì đeo nó mới đẹp. Đó. Tôi nhớ rằng hồi tôi học năm cấp 3, những cái năm khoảng năm 2000, tôi cũng đã được mẹ mua cho một mẫu đồng hồ SK này. Đấy. Tôi không nói dấu gì anh em là mẹ tôi bán một con chó. Bán một con chó với con chó to, rất là to thì mới mua nổi một cái đồng hồ SK này cái thời điểm đấy. 1999 năm 2000 đấy anh em ạ. Thì lúc đấy thì cũng mẫu đồng hồ SK nó rơi vào khoảng tầm cũng tương đương một chỉ vàng cái thời điểm đấy. Tương đương một chỉ vàng. Nhưng mà hồi đấy là mẹ tôi mua cho tôi một con đồng hồ SK điện tử thôi, chứ không làm gì được con đồng hồ như thế này. Gọi là SK điện tử, hồi đấy tay thì bé và đeo thì nó cũng gọi là thời điểm đấy thì không có sự lựa chọn. Cho nên là mẫu đồng hồ SK lúc đấy là quá tuyệt vời với mình rồi. Được con đồng hồ đã là sướng lắm rồi. Thì quay lại câu chuyện ở đây thì anh em xem này, đây là một mẫu rất là tuyệt vời. Đấy. Thì giá của em nó là có 6.8 triệu. Thì anh em nào mua thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể là sale cho anh em nhé.
6,8 triệu thì tôi chỉ lấy khoảng lấy tròn anh em 5,5 triệu, 6,8 triệu tôi lấy đúng 5,5 triệu cho anh em nhé, 5,5 triệu tròn 5,5 triệu đấy, nguyên siêu nghìn đai nguyên kiện anh em nhé, mẫu mới đẹp đẹp luôn, máy cơ automatic khỏi phải nghĩ luôn. Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ hai trong buổi review hôm nay thì anh em cũng biết rồi, đây là một mẫu đồng hồ gọi là huyền thoại, nổi đình nổi đám trong thời gian qua. Vâng, không có bàn cái gì nữa, đây là một mẫu đồng hồ màu hồng cánh sen được chuyển màu hai bên vào đây đó. Nó khác biệt với những mẫu đồng hồ khác thì ví dụ là cái mặt trong này là mặt dial này màu đỏ hết đó, nhưng mà đây thì nó sẽ được thiết kế nó khác lạ đi một chút so với những phiên bản 2015 cũng như phiên bản 1970 đó. Thì trước phiên bản, những phiên bản trước thì có một đinh nó nằm ở đây nữa, nhưng mà phiên bản này thì nó cắt cái phần đấy rồi đó, rất đẹp đúng không ạ. Mẫu đồng hồ này mà để tặng cho những bậc cha chú, mua tặng cho những bậc cha chú thì tôi nghĩ là không còn phải bàn cãi gì nữa, hoặc là những bạn nào không tầm 35-40 trở lên yêu thích những cái sự hoài cổ thì tôi nghĩ là đây là một mẫu đồng hồ nên để mua. Vâng, nên để mua hoặc sưu tập thì tôi nghĩ là có giá trị rất là cao. Về thiết kế thì cổ điển dựa theo mẫu cũ ngày xưa anh em ạ, rất là đẹp luôn đó. 22 chân kính, mặt kính khoáng chất liệu thép 316L đấy, cực kỳ yêu luôn, khóa gài khóa cửa 3. Đây mã của nó, em nó là RAA0B02R19B, giá là 6,8 triệu. Anh em mua online chúng tôi sẽ sale cho anh còn đúng 5,500,000 đồng, 5,500,000 đồng anh em nhé. Hàng chính hãng của Tân Hải Minh, ai bảo hàng nhái hàng giả tôi đền cho anh em gấp 10 lần luôn. Còn anh em mà khi mua trên mạng cái đồng hồ SK mà chỉ có triệu mới hơn triệu hoặc là 2-3 triệu thì tôi nghĩ là chỉ là hàng nhái thôi, bởi vì chúng tôi nhập còn chẳng được cái giá đấy anh em ạ, không có cái giá đấy luôn, không có cái giá 1-2 triệu như thế đâu ạ. Chắc chắn là anh em sẽ mua phải hàng tàu hàng nhái thôi, điều đấy là chắc chắn rồi. Mà hàng chính hãng thì không bao giờ có cái giá rẻ, mà chỉ có giá hợp lý anh em nhé. Đây anh em nhìn này, lên tay đẹp không, quá đẹp luôn ạ, quá rực rỡ đúng không ạ. Màu này là màu đẹp nhất trong 3 màu ở đây. SK này thì không phải lúc nào nó cũng có sẵn anh em nhé, cho nên là anh em mình nếu yêu thích là phải mua luôn, bởi vì là họ cũng sắp ngừng sản xuất rồi, họ không sản xuất nữa, cho nên là anh em cũng phải lưu ý việc này nhé. Rồi đến mẫu cuối cùng trong buổi review hôm nay thì anh em nhìn đây, trước mặt anh em là một màu gọi là màu xanh navy đi đó, cũng chuyển màu đen từ bên cọc số 9 giờ và 3 giờ vào phía trong đấy. 22 chân kính rồi, hai đinh chỉnh tinh chỉnh là một, đây là vặn một cái vòng benzen ở bên trong này đó. Cái này thì để tác dụng anh em, có nghĩa là để đi có thể để bơi lội các thứ đó, bơi lội hoặc là gì đó để mình có thể hẹn giờ đếm xuôi và hẹn giờ đếm ngược đấy, nó có tác dụng là như vậy đó. Còn nhiều người cũng không biết được cái vòng này để làm gì đâu ạ. Vâng, đây SK, đây mẫu đồng hồ SK nổi đình nổi đám trong thời gian qua. Đó, mã em nó đây, mã em nó là RAA0B03L19B, giá là 6,3 triệu đồng, 6,8 triệu đấy anh em ạ. Vâng, số nó bị mất nét, 6,8 triệu nhá, số nó bị mất nét thôi. Mẫu này thì rất trẻ trung, vâng, những anh em nào mà ưa thích chữ trẻ trung thì đeo mẫu này tôi nghĩ là cũng hợp lý luôn, rất hợp lý. Đây mặt sau anh em nó này, mặt sau này khắc chìm logo OGN và logo Epson đó, do tập đoàn Epson sản xuất đó. Rồi tem tem chính hãng của Tân Hải Minh đó. Thì ngoài ra nữa thì anh em có thể phân biệt được rằng là một chiếc đồng hồ OGN chính hãng thì bao giờ cũng có tem Tân Hải Minh là một, có thứ hai nữa là cái mã xác thực, đây trong này có cái mã xác thực chính phủ nhé, anh em mình xem đến cuối video thì anh em mới biết được những cái này nhé. Đây mã xác thực chính phủ này, anh em có thể cào cái lớp này ra rồi là soạn tin nhắn theo cú pháp này và gửi thì sẽ xác nhận được là cái hàng chính hãng. Đây nó có xuất xứ này Nhật Bản và Trung Quốc,
được sản xuất là máy Nhật Bản và sản xuất vỏ hoặc là khóa dây gì đó ở Trung Quốc anh em nhé. Đấy, có địa chỉ đàng hoàng này, đây Japan này, nhập khẩu và phân phối bởi Tân Hải Minh này, địa chỉ là 41 Thi Sách, 2 Bà Trưng, Hà Nội này, thông số kỹ thuật này, đồng hồ kim, thông tin cảnh báo tránh va đập vào nơi có từ trường, sách hướng dẫn sử dụng đấy, bảo quản là để nơi khô ráo tránh ánh sáng nắng trực tiếp đó. Đấy rồi, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem. Đây anh em này, quá tuyệt vời đúng không ạ? Đó, đó là một mẫu đồng hồ mà anh em nên mua để tặng cho mình hoặc là tặng cho người thân, thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ rất là tuyệt vời, cực kỳ đẹp, phiên bản 2019, hiện đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dưới quát của chúng tôi. Vâng, còn đây là chiếc hộp, đây là chiếc hộp anh em nhé, đây là một chiếc hộp chính hãng của Tân này, chính hãng của hãng Ogen luôn, đây này, đó là một chiếc hộp luôn, đó, đấy, đây là một chiếc hộp chính hãng. Cái hộp hộp vàng hàng nhái thì nó giả lắm anh em ạ, chứ nó không được đẹp như thế này đâu, nó giả lắm. Còn ngoài ra nữa thì để phân biệt được cái hàng chính hãng hay không thì anh em có thể xem ở cuối trang này. Thì bao giờ trên sổ bảo hành cũng có một cái tem của Bộ Công an đây, là Tân Hải Minh. Đấy, tem chống giả của Bộ Công an. Đó. Cái bên này là để điền thông tin để bảo hành cho anh em này. Đó. Thì chế độ bảo hành của anh em được bảo hành là 2 năm chính hãng và bảo hành là 5 năm tại đồng hồ giờ quát của chúng tôi. Anh em mua thì khỏi phải lo nghĩ gì vấn đề về bảo hành. Còn về thông tin của công ty đây. Đây. Galiwatt đấy, 61 Thi Sách này, Võ Thị Sáu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, có địa chỉ đầy đủ đây anh em nhé. Đó, Galiwatt này thì nó cũng là một cống gọi là tên đăng ký quốc tế của Tân Hải Minh. Thì đây là những cái mà để mà anh em có thể phân biệt được hàng chính hãng và hàng nhái, hàng giả. Đấy, thì cho nên là anh em khi mua đồng hồ SK thì cũng nên tỉnh táo một chút để không phải tránh phải mua phải những cái hàng nhái, hàng giả trong thời gian tới nhé. Thì ngoài ra cái hộp mà cứng này ra thì bao giờ cũng có một cái vỏ giấy đây. Đấy, được in nhũ rất là đẹp. Một cái vỏ giấy của Tân của hãng. Ngoài ra thì có đây, ví dụ là có một cái túi của Ogen luôn, túi chính hãng của Ogen. Đấy, đi kèm với sản phẩm. Đấy, có địa chỉ các thứ. Thì các anh em mua online thì tôi ít khi gửi cái túi này lắm, bởi vì nó cồng kềnh, nó nặng, cho nên tôi chỉ gửi cái hộp mà này là chính thôi. Đó. Rồi, trên đây thì tôi đang giới thiệu xong 3 mẫu đồng hồ Ogen đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dưới quát của chúng tôi. Thì tôi nói lại một lần nữa, đó là 3 mẫu đồng hồ này đều có giá là 6.800.000 đồng. Khi anh em mua online thì chúng tôi chỉ sale up cho anh em chỉ còn 5.500.000 đồng. Đó, và bao ship cho anh em. Thế cho nên là anh em nhanh tay đặt hàng để sở hữu em nó anh em nhé. Bởi vì anh em xem video này thấy hay ý nghĩa thì cũng xin nhấn cho tôi nút like, nút chia sẻ hoặc là comment dưới video này để động viên cho chúng tôi làm những video hay hơn nữa trong thời gian tới, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm mới trong thời gian tới anh em nhé. Vâng, anh em có thắc mắc gì, có cần hỏi thêm gì thì anh em có thể là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số Zalo hotline trên màn hình, cũng như là nhắn tin comment dưới video này để chúng tôi trả lời cho anh em nhé. Vâng, bây giờ tôi xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.